bàn luận toàn chuyện người lớn. Hai hùng quay đi quay. Hôm nay mới ngày đầu tiên cho nên là mới có gọi là xã Bình Minh mang ra thôi, ở đâu vẫn còn là chỗ trống rất là nhiều, các xã chưa mang ra ấy. Thì xã Bình Minh mang ra, chỗ này là toàn gọi là cây quất của xã Bình Minh, tác phẩm của nhà vườn Thanh Quế. Đấy, quý các bạn có nhu cầu mua dòng nào thì liên hệ theo số điện thoại của từng nhà vườn nhé. Tầm này quả nó vẫn nhỏ cho nên là chưa nhìn thấy. Dòng này tết chín màu vàng nước chè luôn, chín mã nước chè, cắm tổng thể lại cả cây. Trồng cây cũng khá cao đấy, nên là nhìn tổng thể. Hôm nay bắt đầu gọi là mới ra cho nên là vẫn chưa trưng bày hết. Máy bên này là cây dòng cây cảnh, bên này là cây quất tết đây. Hàng chum 100 lít của nhà vườn Đặng Chi đây. Giặt quả sai chóc luôn. Giặt quả này đến tết phải còn tỉa đi nhiều. Nhà vườn Đặng Chi này thì chưa để lại biển số điện thoại cho nên là quý vị các bạn có nhu cầu mà mua các dòng cây hàng chum to 100 lít này thì có thể bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ để chèn số điện thoại bên dưới. Đấy. Rất là nhiều tác phẩm. Toàn gọi là gốc quất cổ thụ. Trong này nhìn thấy mỗi một cái rễ vào. Rễ còn mà to ngang miệng đỗ luôn. Vườn Thanh Quế. Cái này toàn gốc quất già đó. Hàng phơi rễ. Giặt quả tháng 4 to rồi. Quả này tháng 4, tháng 5. Quả này tết lại quả to như toàn như bờ chén hết. Đây là của nhà vườn Nguyễn Béo ấy. Nguyễn Béo cũng có mấy cây mang trưng bày, mấy cây đấy toàn gọi là gốc quất già nữa. Còn hàng thống to này là của chú Tuyên. Tầm này thì giàn quả nó chưa được sai. Rồi. Cây này được nước quả đẹp thật đấy. Quả mới lọc đẹp thật. Đẳng cấp là bộ rễ này này. Bộ rễ quả là nước quả đẹp.
dễ phơi ra đẹp, uốn léo. Cái này giàn quả to rồi. Đây toàn giàn quả gọi là tháng 4, tháng 5 hết thì quả mới to này. Sẽ quay từng biển nhé. Bún béo nghe nhiều cây ghê. Chung là nhiều chỗ nắng khó nhìn. Tác phẩm. Nói chung dòng này đến Tết thì quả nó chín thì nhìn gọi là mấy nộ hoa rất là đẹp. Xem nô cây mini nhá. Sẽ quay cho quý vị xem này. Nhà vườn Bảo Ngọc này. Nắng quá khó nhìn. Chị Vân bày chỗ nào rồi? Cứ để nè. Bày kia. Chị Vân mang mấy đẹp. Chưa. Hai cái kia cái sổ. Mang tranh vào đây về treo đi cửa. Ờ chị cũng hiểu. Đeo rồi. Đang live stream à? Vâng. Ôi giời ơi, live stream thì nãy giờ nó đéo bảo gì để cái thế. Như thế mà làm thế thì nó mới còn tầm này. Nói để mà chỉ nhìn cái hàng trên cục đây à? Nhìn giàn quả này, thích thật đấy. Nhìn chậu này rất bé nhưng mà lại rất sai quả. Nó phải có lên màu. Có những cây không treo biển này là cùng, có nghĩa là cùng của nhà vườn tuyết quảng này hả chú? Chú tuyến quảng có nghĩa là chỉ treo một cây thôi, còn đâu tất cả của mình ở đây hết nhỉ. Có nghĩa là từ đây, từ đằng này là của nhà vườn tuyến quả. Có số điện thoại đây. Sẽ quay cho quý vị các bạn xem số điện thoại. Có nhu cầu thì liên hệ nhé. Quả thích chê. Siêu mini đấy. Tác phẩm này mới mini nhất ở chỗ này này. Mini nhất đây. Vào hàng đậm rượu rất là nhỏ. Không có ai. Đây cây của Nguyễn nhà. Ngọc Nguyễn này. Xanh đen. Nhìn cây này giống của ông Tuyên phết này. Có ai cây này của ông Tuyên nhỉ? Nhìn mặt mấy cái quạt con này thì quạt này. Nguyễn với cả ông Tuyên thì nhiều. Nhìn giàn quả quá đẳng cấp luôn. Đẹp đấy. Giàn quả tháng cái này là tháng 5. Tháng 5 giàn quả tháng 5. Tháng 6 này. À tháng 4 này. Chơi đi làm gì? Nhà vườn Nguyễn Béo anh. Đi làm bây giờ. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ theo tất cả các cái biển của nhà vườn. Quá là đẹp. Mới cưa này. Một dễ không? Cây của ông Tuyên đây. Này, anh quá. Cây. Đây cây của ông Tuyên đây là ai? Đấy, đây ông Tuyên. Mang cây cây ống. Ống hàng ống.
dàn quả này nó nhỏ cho nên nhìn không thấy, còn đâu nếu mà cây này mà Tết thì sai quả lắm. Thoát thân một bông nhá. Có sang năm nữa còn làm nhiều cây to hơn không? Còn hàng hàng phơi dễ. Làm treo biển vào đi, người ta mua thì người ta biết, không treo biển vào đi. Cây đây. Không, cây bóng tiền. Tiền ông hay cũng rũ rễ. Đúng rồi. Anh nhìn cây của hàng tư nhỉ. Đâu? Đây kìa. Quả này đến Tết phải bằng quả cam. Tháng 12 không còn chín, như này bán còn hơn là cây chín. Cây xanh này bán còn xuống hơn cây chín. Nhà vườn là Nguyễn Béo. Dàn quả rất là thưa nhưng mà to. To lắm. Tuyền ông mang mấy cây này trong này. Hàng ống. Làm cái làng ống này anh được. Ống mới đẹp. Thấp của Đặng Nguyễn này có 2 cây này. Còn là 80 lít.